Ngày 25 tháng 3, tại trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh, thành phố Phan Thiết, diễn ra cuộc thi chung kết hát tốt ca về biển đảo quê hương. Có 12 đội của nhà trường tham gia cuộc thi với phần trình diễn ấn tượng hấp dẫn qua bài hát Đảo xanh của nhạc sĩ Đức Trịnh. Đội liên quân lớp 11A5 đến 11A8 đã xuất sắc giành được giải nhất cuộc thi. Đây là hoạt động ngoại khóa của trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh trong năm 2019, góp phần tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 8 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Qua cuộc thi, học sinh của trường sẽ hiểu thêm về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.